I Việt Nam xin chào các bạn khán giả. Thật là không thể tin được khi mới đây, Bộ Tài chính Mỹ công bố chỉ trong vòng 2 tháng, Việt Nam bất ngờ tăng 2 bậc trở thành chủ nợ thứ 30 của Mỹ. Đúng là không ai lường trước được chữ ngờ. Các chuyên gia vẫn nhận định COVID-19 là lúc thời thế tạo anh hùng, là thách thức nhưng cũng là cơ hội. COVID-19 ập đến có thể là cú hích trăm năm có một cho các quốc gia nhỏ, cũng là có thể là đòn chí mạng cho những gã khổng lồ. Việt Nam chúng ta là nước đang phát triển, hiển nhiên đang nợ nước ngoài rất nhiều. Vì vậy, câu chuyện nợ công của nước ta cũng không phải là chuyện mới. Còn việc Việt Nam trở thành chủ nợ của Mỹ thì nghe có vẻ khá ngược đời. Những chuyện ngược đời ấy lại hoàn toàn có thật. Vậy đầu đuôi như thế nào? Chuyện gì đang đe dọa siêu cường Mỹ? Nếu chẳng may Hoa Kỳ vỡ nợ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Không để các bạn phải đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Trước tiên, I Việt Nam xin khẳng định đây là một thông tin hoàn toàn có thật. Không phải là fake news, không phải là tin giả đâu. Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố thống kê mới Major Foreign Holder of U.S. Treasury Security as of August 2021 để nói về những món nợ khổng lồ mà nước Mỹ đang gánh. Theo đó, Việt Nam đã vượt qua Thụy Điển, Italy, đứng thứ 30 trong danh sách các nước có giá trị nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ chỉ trong 2 tháng. Chủ nợ lớn nhất của Mỹ hiện tại là Nhật Bản với 1,319 nghìn tỷ đô la Mỹ, còn Trung Quốc đang nắm giữ 1,047 nghìn tỷ trong tháng 8 vừa qua. Vậy tại sao một nước nghèo như Việt Nam ăn chưa đủ no, lo chưa đủ tới lại mang tiền cho cường quốc số 1 thế giới vay nợ? Thực chất, chủ nợ ở đây không phải là Việt Nam ta mang tiền mặt sang cho ông lớn Hoa Kỳ mượn tạm, mà là một chiến lược đầu tư, giống như việc gửi tiết kiệm cho ngân hàng để sinh lời. Cụ thể thì Việt Nam đang nắm giữ hơn 39 tỷ đô la Mỹ trái phiếu chính phủ Mỹ tính đến tháng 6 năm 2021. Con số 39 tỷ đô la Mỹ này thực chất phản ánh hay còn được quy đổi từ số trái phiếu chính phủ Mỹ mà Việt Nam đang nắm giữ, hiện đang lưu ký tại các ngân hàng tại Mỹ. Đây được xem là ngoại hối của Việt Nam. Theo số liệu mới nhất cập nhật từ Bộ Tài chính Mỹ, lượng trái phiếu của nước này do Việt Nam nắm giữ đã tăng lên 44,8 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, hồi tháng 6, Việt Nam đang đứng thứ 32 trong tổng số 50 quốc gia chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Sau mới đây, thứ hạng của Việt Nam trong báo cáo đã tăng lên ở vị trí thứ 30. Tuy nhiên, đây được xem là một hình thức đầu tư để sinh lời, giống như việc mang tiền tiết kiệm đi gửi ngân hàng để lấy lãi. Hiểu đơn giản như thế này nhé. Khi bạn mua trái phiếu Mỹ, chính là gửi tiết kiệm vào ngân hàng ở Mỹ để lấy lãi. Để nắm rõ hơn về vấn đề này, có lẽ chúng ta nên bắt đầu tìm hiểu từ trái phiếu. Trái phiếu là gì? Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể, mệnh giá của trái phiếu, trong một thời gian xác định và với một khoản lợi tức quy định. Người phát hành có thể là doanh nghiệp hay một tổ chức chính quyền như kho bạc nhà nước hoặc chính quyền gọi là trái phiếu chính phủ. Trái phiếu chính phủ chính là loại mà Việt Nam đã mua của Mỹ hiện nay. Còn về người mua trái phiếu, có thể là cá nhân hoặc doanh nghiệp hoặc chính phủ. Người mua trái phiếu có thể được ghi tên trái phiếu, trường hợp này gọi là trái phiếu ghi danh, hoặc không được ghi tên trên trái phiếu vô danh. Người mua trái phiếu là người cho nhà phát hành vay và không chịu bất cứ trách nhiệm nào về kết quả sử dụng vốn vay của người vay. Nhà phát hành có nghĩa vụ phải thanh toán theo các cam kết nợ được xác nhận trong hợp đồng vay. Thật tình mà nói, 44,8 tỷ đô la Mỹ trái phiếu của Việt Nam không phải là một con số quá lớn so với một quốc gia. Đó là chuyện bình thường. Nhiều nước mua trái phiếu của chính phủ Mỹ với giá trị lên tới cả nghìn tỷ đô. Còn việc Việt Nam nằm trong top thứ 50 thì sao nhỉ? Vì tính tập trung của các chủ nợ rất cao và mức tiền cho vay nhiều tập trung ở một số nước lớn với quy mô hàng trăm tỷ đô. Sau đó đến những nước nhỏ thì giảm dần rất nhanh. Việc mua trái phiếu chính là một cách để đa dạng hóa nguồn dự trữ ngoại hối của quốc gia, cũng có thể coi là giữ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ. Trong một đất nước, khi cần có việc gì có thể chuyển trái phiếu sang đô la Mỹ, đó là trách nhiệm quản lý tài sản của ngân hàng nhà nước. Còn khi chưa cần dùng đến thì cứ để đó sinh lời. Lý do vì sao chọn mua trái phiếu của Mỹ thì chắc hẳn ai cũng biết. Do vị thế đồng tiền thanh toán cùng hệ thống kinh tế chính trị ổn định, đô la Mỹ từ lâu đã là đồng tiền dự trữ chính trên thế giới. Lượng trái phiếu của Mỹ do nước ngoài nắm giữ trong tháng 8 năm 2021 đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2020, giữa bối cảnh nhu cầu chung đã kéo lợi ra xuống. Các chủ sở hữu nước ngoài nắm giữ 7,555 nghìn tỷ đô la Mỹ trái phiếu chính phủ Mỹ trong tháng 8 năm 2021, tăng từ mức 7.543 nghìn tỷ đô la Mỹ khi nhận hồi tháng 7. Trước thông tin Việt Nam trở thành chủ nợ thứ 30 của Mỹ khiến nhiều người vừa mừng vừa lo. Mới đây thôi, các chuyên gia nước Mỹ có khả năng đối diện với nguy cơ vỡ nợ trong vòng vài tuần tới, tức là giữa tháng 10 năm 2021. Nếu chính phủ ông Biden không giải quyết được, điều này có thể làm suy yếu vị trí đầu tàu của Mỹ và đẩy thị trường tài chính toàn cầu vào hỗn loạn. Vỡ nợ ở đây được hiểu một cách đơn giản là Mỹ không có đủ tiền hoặc không xoay sở được tiền để trả nợ đúng hạn thì bị coi là vỡ nợ. Nếu nguy cơ cạn kiệt ngân khố của chính phủ Mỹ trở thành hiện thực, hậu quả nghiêm trọng đối với hoạt động kinh doanh và gây xói mòn lòng tin của người tiêu dùng.
đồng thời tăng chi phí đi vay của người nộp thuế và tác động tiêu cực đến xếp hạng tín dụng của Washington trong nhiều năm tới. Ngoài ra, thị trường tài chính có thể rơi vào tình trạng gián đoạn. Đối diện với vấn đề này, Bộ Tài chính Mỹ hiện đang sử dụng các biện pháp khẩn cấp bất thường để thanh toán các hóa đơn của chính phủ kể từ khi nợ công của Mỹ đạt mức kịch trần 24,8 nghìn tỷ đô la Mỹ vào cuối tháng 7. Các biện pháp bất thường cho phép Bộ Tài chính Mỹ bảo tồn tiền mặt và rút tiền từ một số tài khoản nhất định mà không phải phát hành trái phiếu mới. Tuy nhiên, các biện pháp này chỉ có tác dụng tạm thời và được dự báo sẽ chỉ có thể kéo dài đến giữa tháng 10, theo ước tính của Bộ Tài chính Mỹ. Phải nói rằng, đây cũng là một vấn đề đáng lo ngại của Mỹ, vì từ trước đến nay, chính phủ Hoa Kỳ chưa bao giờ mất khả năng thanh toán các hóa đơn. Đứng trước thông tin này, nhiều người đã rất hoang mang, thậm chí là từ chối tin. Nhưng thực tế thì Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc lại là ba quốc gia ủ nợ nhiều nhất thế giới. Nước nào cũng có nợ công mà thôi. Chắc hẳn các bạn có biết đến tập đoàn bất động sản Evergrande của Trung Quốc. Họ đang có một khoản nợ khổng lồ lên tới 300 tỷ đô la Mỹ. Số tiền này lớn gấp 6 lần nguồn thu ngân sách của Việt Nam chúng ta. Nếu nó vỡ nợ, có thể khiến nền kinh tế Trung Quốc và các quốc gia liên quan bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng so với khoản nợ của Hoa Kỳ thì Evergrande chỉ là hạt cát. Hoa Kỳ nợ gấp 100 lần Evergrande cơ, tức là khoảng 30.000 tỷ đô la Mỹ, hay nói chính xác hơn là 28.400 tỷ đô la Mỹ. Để hình dung được mức độ đô sộ của con số này, bạn hãy thử tưởng tượng. Nếu đổi thành tờ 1 đô thì số tiền này sẽ nặng khoảng 300.000 tấn. Và nếu nối các tờ 1 đô này với nhau thì nó sẽ tạo thành một sợi dây cuốn được rất nhiều vòng quanh trái đất. Một so sánh gần hơn với chúng ta, nếu số nợ đó chuyển sang cho Việt Nam thì chúng ta sẽ không phải ăn, không tiêu và sản xuất liên tục trong 84 năm mới đủ. Quay trở lại vấn đề, nhiều người đã đưa ra lập luận rằng sao Mỹ nợ lại không in tiền ra mà trả, cứ vay mãi đến thế bao giờ? Câu trả lời rất đơn giản là tiền in thì dễ, nhưng nếu cứ in vô tội vạ thì sẽ khiến đồng tiền bị mất giá, kéo theo đó là uy tín và vị thế của Mỹ sẽ bị suy giảm. Chính vì vậy, Mỹ buộc phải kiểm soát việc in tiền bằng cách lập ra một ngân hàng đặc biệt gọi là Cục Dự trữ Liên bang. Nó hoạt động độc lập, không liên quan gì tới chính phủ, tổng thống và các bộ trưởng và kể cả quốc hội. Như vậy có thể hiểu nôm na, dù chính phủ có mắc nợ, có thiếu tiền mà ra lệnh cho nó in, nó cũng không in. Tóm lại, về cơ bản, Mỹ không cho phép mình in tiền vô tội vạ để trả nợ, mà chỉ in trong trường mực có tính toán trước. Song song với đó, để tránh tình trạng vay nợ quá nhiều, Quốc hội Mỹ đã đề ra một mức để chính phủ có thể vay gọi là trần nợ công. Vay đến kịch trần thì sẽ không thể nào vay được nữa. Hiện nay, trần nợ công của chính phủ Mỹ là 28.400 tỷ đô, tức là Tổng thống dù làm gì đi chăng nữa cũng chỉ được vay trong số tiền đó mà thôi. Cho đến hiện nay, Mỹ gần như đã chạm trần nợ công và gần như là không thể vay thêm. Vì nguyên nhân gì mà một siêu cường như Mỹ lại rơi vào vũng lầy nợ công như vậy? Từ thời Tổng thống Trump, ông đã thay đổi nhiều luật lệ, cắt giảm nhiều khoản thuế cho công dân và doanh nghiệp để thực hiện chiến dịch mang nước Mỹ trở lại. Đồng thời, ông cũng mạnh tay tung ra các gói hỗ trợ kinh tế sau đại dịch giá hàng nghìn tỷ đô. Các chuyên gia cho rằng hầu hết những khoản chi tiêu làm tăng nợ công của Mỹ lên mức vượt trần đều đến từ chính quyền ông Trump. Trong khoảng thời gian ông Trump nắm quyền, nợ của Mỹ đã tăng từ dưới 20.000 tỷ đô la Mỹ lên 28.000 tỷ đô la Mỹ. Đến thời ông Biden, cũng nhiều khoản hỗ trợ được tung ra, kết quả là nguồn thu ngân sách giảm do dịch bệnh mà nguồn thu ngân cách lại quá nhiều. Cuối năm, các dịp lễ hội hay Giáng sinh đang đến rất gần, nếu không có biện pháp mới mẻ và hiệu quả nào được đưa ra, rất có thể Mỹ phải áp dụng nghiêm chính sách thắt lưng buộc bụng. Thế nhưng, các giảm hàng loạt chi tiêu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ phục hồi của nền kinh tế Mỹ. Đáng ngại hơn, khi gánh nặng nợ nần tăng cao, Mỹ sẽ dần phải phụ thuộc vào các quốc gia chủ nợ, giảm vai trò và vị thế chính trị của Mỹ trên trường quốc tế. Hy vọng rằng trường hợp xấu sẽ không xảy ra, mong Mỹ sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay để nguồn tài chính và kinh tế toàn cầu luôn trong trạng thái bền vững. Các bạn có đồng tình về ý kiến của Ai Việt Nam không? Hãy để lại bình luận bên phía dưới nhé. Một lần nữa, Ai Việt Nam cảm ơn các bạn vì đã theo dõi hết video. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy chia sẻ video này của Ai Việt Nam đến với mọi người nhé. Hãy nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của chúng mình. Và ở những video tiếp theo, các bạn muốn Ai Việt Nam thảo luận về vấn đề gì nào? Đừng quên gợi ý cho chúng mình trong phần bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!